Trong nội dung video trước thì chúng ta đã biết truy cập và lưu cái file của cái tài liệu phần mềm này rồi. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết được thêm cái khối program block và POC tag. Ở đây thì để mà viết được thì chúng ta sẽ ấn vào phần main này. Đây là viết ở mục chương trình chính. Còn nếu mà các bạn muốn viết các cái chương trình con thì các bạn có thể kích vào add new block và các bạn thêm các cái khối vào đây. Data block để là cái khối dữ liệu thôi nhé, không phải. Đây thì các bạn có thể sử dụng một trong ba khối này: organization block, function block hoặc là khối function không. Thông thường thì mình hay chỉ sử dụng khối function và chọn cái ngôn ngữ là ladder. Sau đó mình đổi cái tên này đi một tí. Sau đó ấn OK thì nó sẽ hiện ra. Thì để mà dễ dàng quản lý được cái phần mềm này nhé, thì các bạn nên làm như thế này. Đầu tiên này, khi mà mới vào nhé, nó sẽ không có cái khối này thì mình sẽ xóa trước đi đã. Mình sẽ làm lại từ đầu nhé. Mình sẽ làm lại từ đầu để cho các bạn có thể hình dung ra. Đây, thì đây là lúc ban đầu thì nó sẽ có cái giao diện như này. Nó chỉ có mỗi một khối main tức là chương trình chính. Thì để mà quản lý được nhiều chương trình hơn và viết được những cái chương trình lớn thì các bạn cần kích chuột phải vào program block. Sau đó các bạn chọn vào cho mình vào cái mục add new group. Mục đích của bước này là gì? Là nó để nó tạo thêm một cái thư mục nhỏ nhỏ ở đây. Tạo thêm một vài cái thư mục nhỏ nhỏ ở đây nữa. Đấy. Thì ví dụ nhá, ở cái group 1 thì mình sẽ viết các cái địa chỉ là input chẳng hạn. Còn group 2 thì mình sẽ đổi, các bạn ấn phím F2 nhé. Ấn phím F2 để có thể đổi tên nhanh. Ví dụ mình sẽ viết là output chẳng hạn. Đó, sau đó bước cái cuối cùng thì mình sẽ điền một số, mình xóa đi nhé, từ từ. Điền một số cái bit nhớ chẳng hạn. Rename bit nhớ chẳng hạn đấy. Thì mình sẽ chia các cái thư mục ra thế này. Để mà mình muốn sắp xếp được cái thứ tự ấy, thì mình có thể làm một cái thủ thuật nhỏ. Đấy chính là mình sẽ đánh số cho nó. Ví dụ như đây là 01 cách input. Tiếp theo mình muốn viết nó là output thì mình sẽ kích vào này F2 02 output. Sau đó enter. Bit nhớ của thì cũng tương tự như vậy thôi. Mình sẽ để là 03 chẳng hạn. Đây. Thì đây là một cái cách nhỏ để chúng ta có thể quản lý được cả những cái chương trình lớn. Sau đó thì ví dụ muốn tạo thêm các khối function ở trong đây thì chúng ta kích chuột phải vào cái 01 input chẳng hạn, add new block. Đây. Kích vào function này. Tên này. Ví dụ như là đầu vào số chẳng hạn. Enter. Nó sẽ tạo ra một cái, tiếp tục chuột phải add new block, giả sử một khối nữa là đầu vào tương tự hay là đầu vào analog. Enter cái thì nó sẽ tạo ra. Ở đây thì tương tự như cái kia. Thì mình cũng muốn là cái số nó sẽ đẩy lên trước. Vậy nên mình sẽ để là 01 chẳng hạn, enter. 02 đầu vào analog đấy. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ quản lý cái chương trình. Và ở trong cả cái input 1 này các bạn cũng có thể tạo thêm một cái group nhỏ nữa, add new group. Đây thì nó sẽ là một cái group nhỏ nữa. Ví dụ mình muốn một cái group nhỏ nhưng mà nó lại trước cả cái này thì mình sẽ ví dụ như 00 đầu vào số. Đầu vào số mới chẳng hạn. Đấy. À cái này không được. Cái này chưa được nhỉ. Giả sử thay cái này bằng 01 thì sao? Cái này thử thay bằng 02. 02. À cái này không được. Sẽ phải tạo ra ở phía sau. Đấy, tức là chúng ta sẽ có thể tạo thêm group ở trong group và group ở trong group. Nghe nó hơi ảo. Ok. Tức là chúng ta sẽ tạo được ra nhiều cái cấu trúc ở trong đây. Giống như là truy cập vào nhiều file, sau đó trong cái file lại có nhiều cái khác nhau. Thì đây là cái cách mà chúng ta tạo ra như vậy.
ngoài chương trình chính ra thì chúng ta sẽ viết được nhiều các cái chương trình chỉnh phụ, chương trình con ấy, nhỏ nhỏ ở bên trong đấy, thì là khối program block. Thì các cái khối này nó cũng giống thôi đấy, nó cũng làm cái, nó sẽ có một network và chúng ta cứ viết chương trình vào đây, viết chương trình vào đây chẳng hạn như thế này đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ kích vào phần main, và cái mà các bạn vừa viết thì các bạn có thể add nó, kéo vào nó đây và đẩy nó vào chương trình chính thì nó sẽ trông như thế này hoặc là trông như này. Giờ mình sẽ tự kích vào một cái nhé, kích vào thì sẽ nó sẽ nhảy ra cái chương trình kia đây, ví dụ như là 02 đầu vào analog, mình kích vào thì nó sẽ có cái chương trình vừa nãy. Nó sẽ có khá là nhiều cái để mà các bạn có thể tùy biến được ở trong đây. Ở đây thì chúng ta có thể thêm một cái nút này chẳng hạn như là nút start gì đấy, khi mà ấn start thì mới cho chạy các cái chương trình con bên trong chẳng hạn như vậy đấy. Thì sau khi mà biết được cái này rồi, sau khi mà biết được cái cách quản lý chương trình rồi đúng không, thì chúng ta có thể viết nhiều chương trình xong. Thì video sau mình sẽ nói nhiều hơn về phần show OTag hay là POC tag nhé.